Tại vì em là em có một cảm hứng rất lớn về sản phẩm wellness. Thì trước kia là em biết đến sản phẩm wellness là vì em có rất là nhiều bệnh trong người ấy. Thứ nhất là em bị bệnh trĩ là một này, bệnh đau xương khớp là hai, bệnh viêm họng hạt là tính là ba, bệnh kiểu mặt nó nhiều sạm nám, và bệnh viêm họng hạt, đúng rồi. Đấy là một số bệnh mà em nói chung là ví dụ như thay đổi thời tiết hay như nào đấy thì thường xuyên là mình phải thì phải phải nói chung là ví dụ như là viêm họng hàn mãn tính chẳng hạn, thì chỉ gặp mà nói chuyện với những người nào hơi cảm cúm một cái là mình bị lây cảm cúm luôn. Hoặc là ví dụ bệnh bệnh trĩ của em thì nó nặng, thường xuyên là rất là phải đau đớn với cái bệnh đó. Thì khi mà em dùng sản phẩm Wellness được 5 tháng thì tất cả các sản phẩm tất cả các bệnh của em đã được cải thiện toàn bộ, và từ đấy thì em có một cái cảm hứng rất lớn về cái sản phẩm Wellness. Và em Em đọc và từ đấy thì em cứ nghĩ là trong lòng mình là mình được sản phẩm tốt, mình được sử dụng sản phẩm tốt thì mình phải 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 giao cho mình cái trách nhiệm là mình phải phải hàng ngày là mình phải đi chia sẻ cho nhiều người, vì có rất nhiều người còn rất là nhiều bệnh, và có cả những cái bệnh là nguy hiểm hơn cả mình nữa. Thế nên là mình lúc nào cũng mang tâm thế trong lòng mình là cái sản phẩm tốt này mình bằng mọi giá là mình cảm ơn sản phẩm, bằng cách là mình phải trao sản phẩm đến cho rất nhiều người. Và cái việc của em là em làm đều đặn thường xuyên hàng ngày, ngày nào cũng phải chia sẻ đấy, mình cứ chia sẻ bằng đúng cái tâm của mình thôi, còn cũng chưa biết là người ta đón nhận hay không đấy. Có những người thì người ta đón nhận luôn, nhưng cũng có những người em chia sẻ phải 5 6 tháng người ta mới đón nhận. Nhưng khi người ta đón nhận thì trở thành một khách hàng rất tiềm năng, và người ta bán tới hàng 2.000 DB luôn một tháng. Tức là mình cứ đều đặn, mình cứ chia sẻ, mình cứ gieo hạt bằng chính cái tâm của mình thì có thể là được luôn đấy. Có thể là người đó người ta đón nhận luôn sản phẩm tốt và người ta cải thiện luôn sức khỏe, nhưng có những người thì người ta chưa đón nhận thì mình cũng rất là vui vẻ và phải đối mặt với những lời từ chối đấy. Từ chối thì làm cho mình càng thành công hơn đấy. Thì em cứ làm đều đặn này, rồi là chăm chỉ làm, rồi em lắng nghe khách hàng đấy, lắng nghe từ khách hàng người ta cảm nhận về sản phẩm, và lắng nghe những sự so sánh giữa sản phẩm mình và sản phẩm bên ngoài. Và em có thêm cả cái bí quyết là em cũng tặng sản phẩm cho khách hàng. Ví dụ như khách hàng vào nhà em thì em có thể em tặng cho một ly sơ, rồi có tặng cho một tip kem đánh răng, rồi là ví dụ hôm gần đây nhất thì em đi chăm bố em, đây em đang ở bệnh viện này đấy, đang ở bệnh viện em phải ra ngoài hành lang thì bố em là bị đột quỵ. Thế là nhưng mà cũng may là gia đình nhà em đưa bố lên bệnh viện sớm, và em đã chuyển sản phẩm lên cho bố dùng từ ngay cái đợt mà bắt đầu bố bị bệnh cách đây 10 ngày, và bây giờ là ngày mai thì bố được xuất viện. Thì em tức là mình bằng đúng cái tâm của mình mang sản phẩm của đi này lên cho bố dùng ấy, và bố dùng thì cũng thấy tiến triển lên từng ngày, cũng kết hợp với cả Tây y. Nói chung là cũng rất biết ơn các bác sĩ ở trong bệnh viện là rất là nhiệt tình, và kết hợp với cả dinh dưỡng của bên mình nữa. Thì bố em là một người mà đột quỵ nhưng mà đem lại cái kết quả nói chung là vẫn còn tầm khoảng 90 mấy phần trăm đấy, nên là em rất là biết ơn sản phẩm. Thế chính vì như thế nên là em phải hàng ngày em phải càng muốn chia sẻ sản phẩm đến cho người khác. Thì là ngay có một trong cái phòng của bố em ấy thì cũng có những nhiều bác bệnh nhân, thì em cảm thấy là rất là thấy tội cho các bác, đúng không? Đấy, có bác thì bác dùng bác ăn cái đồ gì bác cũng nôn hết ra chẳng hạn, thì em mới pha tặng cho bác một ly bột đấy. Thì từ lúc pha thì em cảm thấy là cũng theo dõi thì thấy bác không nôn nữa, và bác cũng bảo con của bác là mua cho bác một hộp, thì em lại mang 2 hộp đi, thì em cũng để lại giá gốc thôi cho bác một hộp đấy. Thế thì ngày mai là em đi về thì anh con của bác ấy thì cũng là nói chung là anh cũng bảo là anh cũng muốn mua sản phẩm đấy cho mẹ dùng. Thì em cũng nói là do cái địa hình nó cũng xa xôi, đúng không? Anh thì ở Thái Nguyên đây, bố em lên lên quê quê bố em đang ở trên Thái Nguyên, em lên bệnh viện Thái Nguyên mà anh ở Thái Nguyên thì mai em lại về Thanh Hóa rồi. Thì em bảo là nếu mà muốn để cho anh được dùng và gia đình được dùng và giới thiệu được nhiều người nữa dùng thì em sẽ mở cho anh thẻ ấy, đấy, để cho anh được mua giá gốc, để anh được dùng sản phẩm và anh chia sẻ đến cho nhiều người. Thì hôm nay là em cũng đã mở thẻ cho anh. Anh đang ở trong phòng trong này này, anh cũng đang nghe Zoom luôn đấy, chắc anh đang nghe Zoom đấy. Em chị em hướng dẫn luôn cho anh vào Zoom để anh biết được là cái sản phẩm của mình là đúng, là nó là sự thật và nó đem lại cái kết quả cho nhiều người. Đấy, về anh được anh trải nghiệm cái sản phẩm vào trong người anh thì anh cũng phải biết được nguồn gốc xuất xứ
À, đúng là cái sản phẩm này nó kỳ diệu đến từ mọi miền trên tổ quốc. Thì là anh cũng đang nghe trong kia nhưng em sợ nói to nên em ra ngoài này. Thì là anh mở thẻ vào đến khoảng mai thôi, ngày kia là anh sẽ đặt hàng cho mẹ dùng. Đấy thì tức là mình cứ làm đều đặn này, mình chia sẻ bằng đúng cái tâm của mình. Đấy, rồi một bác nữa cũng bên cạnh. Đấy là bác ấy bị Covid, sau là mọi người bác ấy gầy như da bọc xương luôn. Thì em cũng rất là thương bác đấy. Vì bác ấy cũng trông cũng tội lắm. Và bác ấy là nếu mà qua tìm hiểu thì bác ấy cũng là cống hiến cho đất nước rất là nhiều. Bác ấy là quân đội về hưu mà. Thế mà bác ấy bây giờ bác ấy phải âm thầm, bác ấy có rất một siêu thị sữa luôn, sữa Alphalip. Thì mình cũng tìm hiểu về sữa đấy. Sữa đấy là tầm nếu mua lẻ là 1,3 triệu một hộp. Và các cái loại sữa Ensure rất nhiều, nhưng bác bảo dùng nó cũng không ăn thua con ạ. Thế thì con có một loại dinh dưỡng cân bằng, để con pha cho bác dùng một ly để bác cảm nhận. Con tặng bác một ly, là mình cũng pha cho bác một ly. Thì hôm nay đi về thì nói chung là mình cũng gọi là trao cơ hội đấy. Còn là người ta đón nhận hay không thì tự tìm, người ta tự tìm đến mình, người ta đón nhận. Chứ mình không phải là mình cứ trao cơ hội là mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là người ta đón nhận để người ta làm một cái gì cho mình. Mình trao cơ hội thì hôm nay mình đang ngồi ở ngoài ghế đá thì bác tìm đúng đến nơi luôn. Đấy, và bác nói là con ơi, bác muốn lấy cái sản phẩm của con hôm trước con pha cho bác, thì con lấy địa chỉ ghi vào đi để hôm nào bác về nhà thì con đặt cho con, bác đặt cho con đặt cho bác. Đấy, thì đấy tức là mình cứ trao đi bằng chính cái tình cảm của mình. Thì thực ra thì là như này, mình cứ nghĩ là sản phẩm tốt, mình uống đi có thể là mình vơi đi một ly, nhưng mà mình muốn là cái sản phẩm này đến được với nhiều người, thì là mình cứ pha, mình mời vậy cho các bác dùng. Đấy, thì đúng là mình trao đi cơ hội thì mình cũng sẽ nhận lại được. Và mình cũng rất là biết ơn là nếu mà sản phẩm này đến với các bác ấy, thì sẽ được rất nhiều người nữa đón nhận được cái sản phẩm tốt này. Đúng thật là nhiều khi cái thời gian đầu ấy, mà mình khỏi được cái bệnh, các cái bệnh trong người ấy, là mình phải cảm thấy là xúc động về sản phẩm cơ. Cái thời gian đầu là khi mà cứ mỗi lần tư vấn về sản phẩm này là mình lại chảy nước mắt luôn. Vì mình không nghĩ rằng có một cái sản phẩm cân bằng dinh dưỡng mà lại giúp cho mình có thể là khỏi được hoàn toàn các cái bệnh như vậy nữa. Thế nên là mỗi lần đầu là mình cứ chia sẻ cho ai là mình lại chảy nước mắt, mình khóc. Nhưng bây giờ là chia sẻ gần một năm rồi nên là nó cũng quen đấy. Đấy, quen. Và đấy, quen đi rồi. Thế nên là lúc nơi luôn. Rồi, bây giờ Ngọc ơi, chị biết em là có cách tư vấn rất là hiệu quả và rất là hay luôn. Bây giờ thì em có thể là bây giờ ví dụ chị là một cái người bác bị huyết áp đi, thì em tư vấn làm sao mà để bác bị huyết áp bác sẽ mua hàng? Thì thực ra là em luôn đặt cái địa vị mình vào một cái người bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân người ta đang ốm đau vật vã, và người ta ví dụ như là em biết là bác bị huyết áp đúng không, hoặc em chưa biết chẳng hạn, thì em có thể em nhìn vào khuôn mặt bác lúc nào cũng đỏ phừng phừng lên, hoặc bác hơi mập một chút là em biết bác bị huyết áp đúng không. Và giả sử như bây giờ em biết trường hợp bác bị huyết áp rồi thì em sẽ động viên bác, đặt địa vị như mình như bác bị huyết áp cao phải không bác. Đấy, thì con nghĩ là bác con Ngọc, bây giờ chị là bác huyết áp nha. Thế đấy, em tư vấn cho bác huyết áp đi. Bác huyết áp đây, đây cũng chuẩn bị sẵn này, bác huyết áp. Bây giờ tư vấn cho bác. Con chào bác. Con biết là bác bị bệnh huyết áp phải không bác? Thực ra ấy, con lúc đầu ấy, thì lúc đầu là vì bố con cũng bị bệnh huyết áp, nên là con huyết áp cao đấy, nên là con cũng tìm hiểu về cái bệnh huyết áp ấy. Thực ra thì nó không có vấn đề gì mà phải lo lắng bác ạ. Đấy, khi mình chưa biết thì mình thấy là một vấn đề gần như kiểu dạng như mãn tính không thể chữa được. Thế nhưng mà khi mình đã biết rồi thì vấn đề huyết áp không còn là một cái gì lo ngại bác nhá. Đấy, con chia sẻ với bác này. Bác nếu mà bác bị huyết áp này thì một ngày bác lưu ý cho con là bác uống vào ly nước vào các buổi như sau nhá. Ngủ dậy là bác làm một ly nước, và trước khi ăn bác uống một ly nước cho con, trước khi tắm bác uống một ly nước, và trước khi ngủ bác uống một ly nước là coi như một viên thuốc chống đột quỵ. Đó, thì thực ra là mình chưa biết thì mình lo ngại, nhưng khi mà biết rồi thì nó là một vấn đề rất đơn giản đó nhá. Huyết áp thì thực ra nguyên nhân của nó là do là lâu ngày ấy bác, thì cái thành mạch của bác nó bị thu hẹp lại bởi các cái xơ vữa, và thu hẹp lại bởi các cái cặn bã. Mà trong quá trình mình ăn uống này, mình tích tụ bởi các cái lượng mỡ dư thừa, ví dụ như mình ăn đồ ăn uống nó không tinh khiết này, thì nó làm cho các cái mảnh bám, nó xơ vữa nó bám ở thành mạch của bác. Mà thành mạch của bác là nó nhỏ bằng 1/26 sợi tóc, do vậy là nó thu hẹp lại là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà khi bác biết được cái nguyên nhân tận gốc đấy, thì bác dùng
cái sản phẩm dinh dưỡng nó bao gồm là như này, có cả omega 3 làm sạch thành mạch máu của bác đi thì nó sẽ không gây áp lực cho tim. Nó sẽ là xây bác omega 3 đúng không con? Đúng rồi, bác dùng omega 3 nó sẽ như một cái chỗ quét sạch thành mạch máu. À nhưng bác phải nhớ uống nhiều nước nhé. Bởi vì khi bác dùng omega 3 vào thì là bác phải có nước để nó làm cho quá trình là làm sạch thành mạch máu được trơn tru. Đấy, và thứ hai nữa là bác phải có các cái viên tảo, nó bảo nó thành phần nó như kiểu là bảo vệ màng của tế bào luôn, để cho cái tế bào bác nó được vững chắc, bảo vệ độ bền của thành mạch. Đấy, và bác phải có các cái vitamin và khoáng chất đấy theo tỷ lệ cân bằng. Và bác đặc biệt là bác phải có protein nữa bác nhé. Thì sản phẩm, con biết một cái sản phẩm mà nó cực tốt luôn, nếu như bác không dùng thì đúng là thật một điều là rất là tiếc cho bác, vì là gia đình nhà con giúp được rất nhiều người và bản thân con cũng thế. Đó là sản phẩm bác đang uống thuốc tây. À dạ vâng, con cũng đồng cảm với bác là như này, những người mà đã bị huyết áp rồi thì hầu hết là họ đang dùng thuốc tây, đặc biệt là các cái thuốc để như kiểu là giãn áp ra để cho cái mạch máu nó lưu thông đó bác ạ. Thế nhưng mà bác đang dùng các loại thuốc tây thì là cơ thể bác hàng ngày bác cứ dần dần bác tiếp thu một lượng độc tố của thuốc tây vào trong cơ thể, và thuốc tây là phải từ 3 đến 6 tháng nó mới đào thải được hết độc tố thuốc tây. Mà bác dùng thuốc tây là nó hỏng hết, nó ảnh hưởng đến gan, thận, dạ dày, các bộ phận rất quan trọng của bác. Thì bác dùng thuốc tây thì bác càng phải dùng dinh dưỡng bác nhé, bác dùng càng sớm càng tốt để cho các độc tố của thuốc tây được đào thải ra ngoài, và để cho cái thuốc giãn áp của bác nó làm hao mòn cái thành mạch của bác, thì cái dinh dưỡng này nó vào nó làm cho cái độ bền của thành mạch của bác lại càng trở nên bền bác nhá. Nên bác phải dùng sớm đấy, con thấy tốt quá. Nếu mà bác không dùng thì là rất là tiếc, thì con thấy vô cùng tốt cái sản phẩm này, con yêu quý sản phẩm này lắm đó. Mà cái đó mắc không con? Dạ thì sản phẩm thì nó cũng bình thường thôi bác ạ. Vâng, nếu như bác dùng sản phẩm thì nó cũng vào khoảng mấy chục nghìn một ngày thôi. Lúc đầu thì con cũng nghĩ là so với các cái thuốc ba chục nghìn mà được một vỉ như này, thì lúc đầu con cũng nghĩ là nó hơi đắt. Nhưng mà về sau mà khi mà mình dùng vào ấy, mình cải thiện được hết mọi bệnh tật, thì con lại thấy là giá cả nó cũng bình thường thôi. Đấy, mình dùng có 3 đến 6 tháng. Còn nếu mà người nặng thì tầm khoảng 5 thôi là bệnh được cải thiện rồi. Thì bác thấy là có giá trị không ạ? Đấy, theo con thì con thấy rất giá trị. Ồ, để bác suy nghĩ coi mấy chục ngàn ngày lận hả ta. Dạ. Chào cô bác rồi con. Rồi, bác cảm ơn con hen. Rồi bác mua rồi, khi nào bác mua rồi bác kiếm con hen. Dạ. Rồi, con cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ bác không có bị huyết áp nữa, bác bị tiểu đường. Tiểu đường thì cũng không có gì lo lắng bác nhá. Tiểu đường thì con cũng chia sẻ với bác một chút này này. Tiểu đường ấy, tiểu đường nó cũng chỉ đơn giản thôi, nó vô cùng đơn giản. Con chia sẻ với bác một chút này. Tiểu đường là nó do rối loạn chức năng chuyển hóa đường ở trong gan. Và đặc biệt là cái tuyến tụy của bác nó yếu, nó không sản xuất ra được cái insulin để chuyển hóa đường. Vậy là bác cũng dùng dinh dưỡng cân bằng này, bác cũng dùng omega 3, bác cũng dùng protein, bác cũng dùng vitamin khoáng chất, là những cái chất thiết yếu trong cơ thể mình cần. Đó là để nó khôi phục lại cái tế bào gan của bác. Bác bị uống thuốc tây mỗi ngày á con? Dạ. Bác đang uống thuốc tây mỗi ngày, bác sĩ theo cái hướng dẫn của bác sĩ đó không có cho ăn uống gì khác hết trơn con. Dạ, đúng rồi, vì là thuốc tây ấy là nó là bác dùng thuốc tây đúng không? Là để là nó bác dùng thuốc tây là để nó như kiểu là họ tiêm insulin mà cho bác thôi. Tiêm insulin hoặc là họ cho bác uống các cái thuốc mà dành cho những người tiểu đường trước khi ăn. Có phải bác họ bảo cho bác uống một viên trước khi ăn đúng không? Một hai viên gì đó trước khi ăn, hoặc là bác phải tiêm insulin trước khi ăn. Đó thì là như thế này này, cái nguyên nhân chính của bác lại là gan của bác có vấn đề và tuyến tụy của bác có vấn đề. Nếu như mà bác không chữa trị tận gốc thì cái vấn đề mà bác dùng thuốc tây kia nó chỉ là tạm thời thôi, nó chỉ là phần ngọn đấy bác ạ. Còn cái nguyên nhân gốc rễ của mình lại là gan của mình đang có vấn đề, không thể chuyển hóa đường được, tụy của mình có vấn đề, không thể sản sinh insulin được, thì mình phải dùng protein, vitamin, khoáng chất để mình khôi phục lại cái tế bào gan lên, để cho nó chuyển hóa đường, đường ra đường, chất béo ra chất béo, và tuyến tụy của bác nó sản sinh ra insulin để nó chuyển hóa đường đi nuôi cơ thể. Đấy, bác dùng như lúc trước con nói với bác rồi đấy, bác dùng thuốc tây thì bác càng nên dùng dinh dưỡng cân bằng để nó đào thải độc tố của thuốc tây ra.
Đấy, kết hợp giữa chữa phần ngọn và chữa phần gốc thì bác mới đưa đến một kết quả tuyệt vời bác nhé. Bác không lo lắng về tiểu đường đâu. Con biết được là tiểu đường đây này, nhiều người không bao giờ chết về tiểu đường nhưng họ chết về biến chứng của tiểu đường bác nhá. Nó biến chứng sang mắt này, sang gan này, sang thận này, sang dạ dày này, và những người tiểu đường thì máu rất khó đông. Trong quá trình ví dụ như mình can thiệp của Tây y vào mà máu khó đông thì tiểu đường cũng rất là khó chữa. Nên là bác con biết đến một cái dinh dưỡng cân bằng này, nó khôi phục lại tế bào gan cho bác, nó khôi phục lại tế bào tuyến tụy cho bác, thì bác trở lại sức khỏe bình thường thôi. Bác không có lo lắng gì nhá, bác cũng đừng ăn kiêng quá đấy. Em nói hay quá, một chút cơn chia sẻ cho mà bác vậy ạ. Mắc không con, mà cái gì Dạ. đó protein cái gì gì đó mắc không con? Cũng không đắt đâu bác ạ. Vâng, đấy với bác, lúc đầu thì mẹ con kể cho bác nghe một câu chuyện, mẹ chồng con tiểu đường 15 năm, 15 chấm luôn, và bây giờ mẹ dùng là chưa đến 5 tháng là mẹ cũng cải thiện, bây giờ xuống 5 chấm rưỡi. Thì bác bảo mỗi một ngày này mình dùng có mấy chục nghìn mà nó lại đem lại cái kết quả cao như vậy. Da dẻ thì đẹp lên, hồng hào, rồi là không lo lắng về cái chế độ ăn kham khổ như ngày trước nữa. Ăn uống trở lại bình thường, bởi vì gan thận nó trở lại bình thường thì mình có ăn bình thường như việc gì đâu mà về kham khổ như ngày trước. Đấy, thế là mẹ con dùng nhiều lộ trình như vậy, nó cũng có đáng bao nhiêu đó bác. Mỗi tháng là có hơn 1 triệu, nhưng mà bác bảo dùng có 5 đến 6 tháng mà mình cải thiện thì quá tuyệt vời phải không bác? Bác đừng nhìn vào giá cả mà bác hãy nhìn vào giá trị của nó. Con cũng như vậy luôn. Đấy, con chia sẻ với bác vậy nhá. Vừa uống thuốc tây vừa uống của con được đúng không? Vâng, thì con chia sẻ với bác lúc đầu rồi đấy. Đấy, thuốc tây là nó có nhiều độc tố, nó chữa đi phần ngọn giống như bác này, giống như bác nhổ những cái cỏ trong một luống khoai. Đấy, bác nhổ một cái cỏ đi thì các cái khoai của bác, các cái rau của bác nó sẽ bị héo úa. Thì bây giờ bác dùng thuốc tây nó sẽ bị héo úa các cái tế bào bên cạnh. Thì bác phải có dinh dưỡng vào để bác khôi phục cái tế bào lên để cho nó khỏe mạnh, khôi phục tế bào yếu và sản sinh tiếp tế bào khỏe mạnh. Thế là bệnh tật của bác đầy lùi. Ồ, nghe cũng hay quá. Thôi đặt combo đi. Thôi xả vai, xả vai. Hay quá Ngọc ơi, trời đã coi mê ly như cả cho mình. Tức là cái cách Ngọc tư vấn nghe rất là tuyệt vời luôn cả cho mình. Vậy là ngồi học thôi cả nhà. Rồi, ok, như vậy thì em có thể tóm lại cho mọi người là để bán hàng wellness, những cái đơn hàng wellness của em á, thì mình sẽ áp dụng những cái... đầu tiên là mình phải làm những gì đó, rồi bán như thế nào, tức là em có cái quá trình là em học nè, rồi em thực hành nè, rồi em tư vấn mỗi ngày á, thì em hướng dẫn cho mọi người đi. Tức là đầu tiên là em dùng trước đúng không? Vâng, đầu tiên là em dùng trước, sau đó là em học về sản phẩm, học kỹ về sản phẩm, học ví dụ như Wellness Bách là em học kỹ về từng viên luôn. Em xem các cái video, em xem các cái buổi Zoom, em xem học kỹ về từng viên thành phần, công năng tác dụng, và em học kỹ về cơ chế bệnh. Sau đó thì chị là bác sĩ hay là chị là đang bị nhắc nhở. À ok. Rồi, rất là cảm ơn em luôn. Tức là rất là hết mình luôn cả nhà mình. Tức là Ngọc đi nuôi bố bị bệnh đó. Và Ngọc rất là nhiệt tình chia sẻ cho chúng ta, tư vấn hết mình luôn. Đó là chia sẻ hết bí quyết luôn. Thay vì những người khác là chị ơi em đang bận, em đang ở trong bệnh viện, em này em kia em nọ, để không vào Zoom, để không có chia sẻ. Nhưng mà Ngọc là hết mình luôn cả nhà mình. Rồi, em có thể dành ít phút cho mọi người chút xíu nữa, rồi chúng ta sẽ kết thúc. Để mà bán hàng wellness quả như em thì em chia sẻ cho mọi người đấy, tức là em dùng trước này, dùng cảm nhận trước này, và cái thứ hai là học đúng không, học sản phẩm, học cơ chế đúng không? Vâng, đúng rồi. Em đầu tiên là em học về 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 sản phẩm, em học về cơ chế bệnh kỹ, sau đó em học về về các cái bước tư vấn wellness ấy. Thế xong là nói chung là cũng áp dụng vào tùy khách hàng, để mình có thể là với có nhiều khách hàng thì mình phải tư vấn nó kỹ càng đầy đủ, nhưng có những khách hàng thì em chỉ nói ngắn gọn và tập trung vào các cái kiểu là giống như kiểu là tập trung vào các ý thật quan trọng để cho khách hàng có thể là người ta là đón nhận các cái kiến thức cũng như sản phẩm một cách nhanh gọn nhất ấy.